Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vừa khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho anh Trương Văn Hùng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Gia đình anh Trương Văn Hùng một mình nuôi 3 người em ăn học, do thiếu đất canh tác, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hiện anh đang sinh sống trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ, góp phần giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đoàn đến thăm tặng quà một số hộ gia đình công nhân Cao Bằng đang làm việc tại tập đoàn. Hội đồng đội tỉnh vừa tổ chức khai mạc khóa tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 128 giáo viên làm tổng phụ trách đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội được bồi dưỡng, rèn luyện, học tập, trang bị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đội, kỹ năng công tác xã hội, qua đó đẩy mạnh chất lượng hiệu quả tổ chức các hoạt động đội dành cho thiếu nhi trong và ngoài trường học, nâng cao chất lượng hội đồng đội các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn bồi dưỡng, các giáo viên và cán bộ phụ trách đội sẽ được lắng nghe và trao đổi các báo cáo viên về các chuyên đề, dẫn thực hiện nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, biện pháp lựa chọn, bồi dưỡng, ban chỉ huy liên đội, các yêu cầu đối với chỉ huy đội và đội viên khi thực hiện nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những nội dung trọng tâm phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2023-2027, kỹ năng làm việc với trẻ em và tổ chức các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em, phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động tập thể, trò chơi tập thể cho thiếu nhi, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng xã hội. Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức khai giảng 16 lớp năng khiếu thể thao và nghệ thuật hè 2024. Theo đó, có 11 lớp năng khiếu thể thao gồm võ boxing, võ karate, võ boxing, cầu lông, bóng rổ, bơi phổ cập, cờ vua, quần vợt, bóng đá, khiêu vũ thể thao, aerobic. 5 lớp năng khiếu nghệ thuật gồm múa, thanh nhạc, piano, mỹ thuật và dân ca. Đây là hoạt động thường niên của trung tâm nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng, vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn giáo dục thể chất với giáo dục đạo đức, rèn luyện ý chí và xây dựng lối sống lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Trước đó, Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, các nội dung tập luyện, yêu cầu các huấn luyện viên, hướng dẫn viên áp dụng giáo án khoa học phù hợp với các lứa tuổi, sức khỏe để các em bộc lộ được sở trường năng khiếu, bảo đảm an toàn. Bước vào tập luyện, các em học sinh được làm quen với giáo viên thể thao phụ trách từng bộ môn, nghe phổ biến nội quy lớp học, lịch học và được hướng dẫn các bài tập luyện cơ bản của mỗi môn thể thao mà các em đã đăng ký. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Hòa An vừa khai giảng lớp học dân ca dao cho 20 học viên tại xóm Lũng Ong, xã Trương Lương. Trong thời gian học, các học viên được truyền dạy các làn điệu dân ca dao, hát dân ca của người Dao theo lối sinh hoạt gồm các bài hát du, hát giao duyên, hát mừng gặp mặt, hát tiễn khách. Các bài hát được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của người Dao như lễ cấp sắc, lễ cưới, đám tang, cúng đầy tháng. Thông qua lớp học, giúp người dân tộc Dao xóm Lũng Ong, xã Trương Lương, huyện Hòa An được học bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc, từ đó tiếp tục truyền đạt, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Dao. Lớp học được tổ chức thuộc dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030. Trước tình hình châu chấu tre gây hại trên cây trồng, huyện Hòa An đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn bị ảnh hưởng thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn để phát hiện sớm ổ dịch, từ đó có biện pháp phun thuốc diệt trừ đồng bộ, hiệu quả, bảo vệ mùa màng cho người dân. Theo người dân xóm Bốc Thượng, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An cho biết, châu chấu tre xuất hiện vào tháng 5 năm 2024. Ban đầu, châu chấu chủ yếu ăn lá trên rừng cây tre, cây vầu. Sau đó, bay theo từng đàn, di chuyển xuống ăn lá ngô, lá chuối. Xóm đã tuyên truyền bà con nhân dân chủ động mua thuốc diệt trừ châu chấu về phun. Tuy nhiên, số lượng châu chấu phát triển với mật độ dày đặc, nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Bắt đầu từ đầu tháng 5, thì xóm bắt đầu xuất hiện đàn châu chấu. Thấy nhân dân phát hiện ở trên các rừng vầu, rừng tre, xong bắt đầu dần là bắt đầu nó chuyển xuống những cái gần đám nương ngô ruộng của nhân dân. Thì xóm bắt đầu tuyên truyền là bà con lấy cái thuốc đi phun châu chấu. Sau quá trình là thấy nhiều quá thì xóm mới đề nghị là ủy ban nhân xã là cấp cái thuốc. Thì nhân dân thì cũng phun, nhưng mà về sau là xuất hiện là rất là nhiều cái châu chấu, nhiều quá thì thấy trụi hết tất cả các lá. Về nguyện vọng của xóm thì cũng mong rằng là cấp trên chỉ đạo là cấp thêm cái số thuốc để nhân dân chúng ta, để xóm tuyên truyền cho nhân dân tự phun những cái ruộng mà chưa bị ảnh hưởng nhiều để đảm bảo năng suất cho mùa vụ của xóm trong năm 2024 này. Bạch Đằng là một trong những xã bị châu chấu gây hại nhiều nhất. Đến ngày 13 tháng 6 năm 2024, có 2 ha cây ngô trên 100 ha cây tre vầu bị châu chấu gây hại. Mật độ trung bình 20 đến 30 con trên 1 m², nơi cao từ 80 đến 100 con trên 1 m². Đối với cây ngô, mật độ 200 đến 300 con trên 1 m² đối với cỏ dại. Trên cây vầu khoảng 300 con trên 1 m² và di chuyển theo từng đàn với sức tàn phá khá lớn, khó kiểm soát. Sau khi nhận được thông tin châu chấu xuất hiện trên địa bàn, xã đã báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp phòng trừ dịch hại phát tán, đồng thời tuyên truyền nhân dân chủ động trong việc phun thuốc một số diện tích ngô lúa của xóm bị nhiễm, tiếp tục theo dõi đàn châu chấu và phòng ngừa từ xa, đặc biệt là các ruộng mạ cho sản xuất vụ mùa năm 2024. Những diện tích chưa bị nhiễm, báo cáo xã tiếp tục có hướng xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra. Từ lúc mà khi châu chấu xuất hiện ở trên địa bàn xã Bạch Đằng thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo về lãnh đạo huyện, như phòng nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện và trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện để báo cáo tình hình, và cũng đã chỉ đạo cho các xóm và nhân dân những cái vùng mà bị nạn châu chấu thì đã chủ động thăm bờ và chủ động lấy thuốc. Và hiện nay thì chúng tôi đã tăng cường công tác chỉ đạo mượn được cái máy phun thuốc khói của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh để chúng tôi đã cho nhân dân trong xóm Bốc Thượng chủ động phun ở những cái rừng vầu. Còn đã cũng khuyến cáo cho bà con nhân dân là cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, và những nhất là những cái hiện nay là châu chấu cũng chưa xuất hiện ở những cái ruộng lúa vụ xuân, thì cũng tăng cường bà con tăng cường công tác kiểm tra và chủ động, nếu có khi phát hiện xảy ra những cái dịch châu chấu thì sẽ kịp thời báo cáo về xã để chúng tôi sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống phối kết hợp với lại các đồng chí ở trên trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để xuống tăng cường công tác kiểm tra và phòng chống dịch châu chấu cho các cây trồng. Trên địa bàn huyện Hòa An, từ đầu tháng 4 đến ngày 13 tháng 6 năm 2024, châu chấu tre đã gây hại trên 4,4 ha lúa, 9,71 ha ngô, 3,5 ha thuốc lá, 75,006 ha cỏ dại và 200 ha rừng vầu trên địa bàn các xã Lê Trung, Bạch Đằng, Hồng Việt, Hoàng Tung, Nam Tuấn và thị trấn Nước Hai. Để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả châu chấu gây hại, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn để phát hiện sớm ổ dịch châu chấu, từ đó có biện pháp phun thuốc diệt trừ đồng bộ hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, các xã thị trấn đã phun trừ được hết các diện tích nhiễm trên cây trồng và cỏ dại. Hai xã Lê Trung, Bạch Đằng được hỗ trợ 2 máy phun khói BF150 Hàn Quốc để phun trừ châu chấu trên rừng vầu, nhưng do thời tiết mưa kéo dài nên vẫn chưa tiến hành phun trừ. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra nhằm phát hiện sớm và huy động mọi nguồn lực tại địa phương để diệt trừ châu chấu tre đồng loạt, không để gây hại ra diện rộng, hạn chế thiệt hại do châu chấu gây ra. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả trong cải cách hành chính. Vì vậy, dịch vụ công trực tuyến đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai. Một trong những giải pháp để khai thác hiệu quả tiện ích của dịch vụ, đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đây được coi là cầu nối quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân được thuận lợi hơn rất là nhiều. Vì là nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến bất cứ thời gian nào trong ngày, bất cứ ở đâu có kết nối Internet. Đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình hình giải quyết hồ sơ, tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Và các tổ chức cá nhân sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian về chi phí đi lại, chi phí văn phẩm và các chi phí phát sinh khác. Đặc biệt, đối với người đi làm ăn xa, công tác hộ tịch được thể hiện rõ nét về hiệu quả trong việc nộp hồ sơ trực tuyến. Đó là chia sẻ của anh Phùng Đức Tú, cán bộ tư pháp Hội tịch phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng về những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đem lại. Mỗi ngày anh Tú xử lý trên 30 hồ sơ các loại. Nếu như trước đây khi chưa triển khai dịch vụ công, anh phải mất cả ngày để giải quyết các thủ tục. Nhưng kể từ khi triển khai các thủ tục được thực hiện đơn giản, nâng cao năng suất làm việc. Nhận thức được những tiện ích đó, dịch vụ công trực tuyến được người dân biết đến. Anh đã phối hợp với các tổ chức chính trị của địa phương và ban công tác mặt trận tổ dân phố, thành lập các tổ đội chuyển đổi số cộng đồng. Nhờ đó, người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ và biết cách xử lý thủ tục ngay trên không gian mạng. Để nâng cao dịch vụ công trực tuyến, hướng đến sự hài lòng của người dân, thì Ủy ban nhân dân phường lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, tổ chức triển khai thực hiện như thành lập tổ công nghệ cộng đồng, mỗi tổ ít nhất có 4 thành viên trở lên, hợp nhất tổ công nghệ cộng đồng và tổ công tác đề án 06 thành tổ chuyển đổi số cộng đồng, niêm yết các thủ tục hành chính tại nhà văn hóa, tổ dân phố và các thủ tục hành chính người dân có nhu cầu giao dịch như công tác hộ tịch, chứng thực, lao động thương binh và xã hội. Mới đây thì Ủy ban nhân dân phường đã thành lập diễn đàn hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường qua Zalo. Khi truy cập, người dân sẽ được công chức chuyên môn hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính mà người dân yêu cầu. Hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Duyệt Trung đang được triển khai ở mức độ 3 so với các phường trên địa bàn thành phố với mức độ triển khai nay vẫn còn thấp. Nguyên nhân một phần do nhận thức của người dân về dịch vụ công trực tuyến chưa đồng đều. Một số trường hợp là đối tượng người cao tuổi không sử dụng điện thoại nên chưa kích hoạt được tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, một số cán bộ công chức đã được cung cấp hộp thư điện tử chính thức nhưng ít truy cập và thay đổi, kiện toàn cán bộ nên dẫn đến khó khăn trong thực hiện. Về cái công tác cải cách hành chính hiện tại thì nó thuận lợi cho những cái công tác giao dịch trong hàng ngày của công dân, nhưng mà nó có một cái số công việc khó khăn như là công dân chưa hoàn thiện được cái VNID của cá nhân và nộp hồ sơ ấy, thì trên là cơ quan mình ấy thì chưa đảm bảo được cái máy để trang thiết bị cho phục vụ cho nhân dân, cho nên là nó có phần khó khăn. Thuận lợi thì nhân dân nó sẽ giảm bớt được thời lượng đến giao dịch tại đây và nộp qua điện tử thì sẽ nhanh gọn và đảm bảo cho công dân được thông tin nhanh hơn rất nhiều. Trước khó khăn đó, đòi hỏi mỗi công chức cán bộ thì cần phải thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Anh Đoàn Trọng Lân là một công chức tư pháp hộ tịch của phường. Anh rất quan tâm đến việc giải quyết thủ tục trên cổng dịch vụ công, vì một số thủ tục hộ tịch hiện nay bắt buộc phải giải quyết, xử lý trên cổng thông tin điện tử. Đối với trường hợp công dân chưa hiểu về cách khởi tạo hồ sơ, anh luôn hướng dẫn tận tình. Nhờ đó mà 100% các thủ tục thực hiện cổng dịch vụ công được giải quyết đúng thời hạn. Định danh điện tử thì như là công dân sẽ làm với cơ quan hướng dẫn xuống cơ quan công an để làm đảm bảo lên nâng cấp cho từ 1 đến 2 để đảm bảo cái thủ tục hành chính. Thì bây giờ giao dịch qua định danh điện tử của cá nhân. Từ ví dụ như bây giờ nó có hai trường, một trường là của đề án 06 để liên thông hai thủ tục hành chính của khai sinh khai tử thì bắt buộc phải có cái định danh điện tử và chính chủ để nộp cái hồ sơ để đảm bảo giải quyết được ấy, thì nhân dân sẽ phải quét mã QR vào dịch vụ hành chính công quốc gia và nộp hồ sơ cho cán bộ và địa chỉ của cơ quan giải quyết để thực hiện công việc giải quyết thủ tục của công dân ạ. Để dịch vụ công đến gần hơn với nhân dân thì mỗi cán bộ công chức cần phải là những cầu nối quan trọng. Thế nhưng dịch vụ công trực tuyến là lĩnh vực mới. Điều này đòi hỏi cán bộ phải không ngừng học hỏi, cập nhật chỉ dẫn thường xuyên để dịch vụ được thông suốt tại cơ sở. Tôi cũng là vừa làm vừa học hỏi những cái công việc cải cách hành chính này nó dù mới. Tất cả những cái trang điện tử đều trên phần mềm và trên là dữ liệu quốc gia hết. Nên là phụ trách những cái phần mềm trên cải cách hành chính ấy, thì cần phải nâng cao vừa học hỏi qua tập huấn, vừa qua các trang điện tử của từng cái phần bộ phận để hướng dẫn theo trên cái trang của thông tin, có trang hướng dẫn cụ thể kèm theo và những cái công việc hàng ngày sẽ học hỏi về các đơn vị lãnh đạo cấp trên để hỏi hướng dẫn. Bây giờ thì thực ra thì cái cải cách này thì mới nên là tất cả các cán bộ cũng cần phải học tập nhiều và cố gắng học theo cái trên trang hướng dẫn của điện tử là phần chính, trực tiếp làm nó có khó khăn cho nên là cố gắng làm thế nào học tập theo những cái hướng kết quả và học hỏi các đơn vị bạn và các chỉ dẫn của cấp trên ạ. Hiện nay bộ phận một cửa phường Duyệt Trung có 6 cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, văn hóa xã hội, địa chính. Các công chức đều có trình độ đại học, có phẩm chất đạo đức thực hiện công vụ tốt. Phòng làm việc của cán bộ công chức được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị để phục vụ công việc. Vì vậy, việc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trao đổi công việc thuận lợi hơn. 100% cán bộ công chức đều biết sử dụng máy tính và khai thác truy cập được các trang thông tin điện tử của cấp trên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn. Bên cạnh đó thì lãnh đạo phường luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm, phường đã tiếp nhận và trả kết quả cho 524 hồ sơ, 100% các thủ tục được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian. Số thủ tục hành chính hiện đang được niêm yết tại bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Ủy ban nhân dân là 129 thủ tục hành chính. Dịch vụ công trực tuyến đã giúp cho các thủ tục được công khai minh bạch, đầy đủ và kịp thời hơn. Có được những kết quả trên, một phần là nhờ đội ngũ cán bộ, công chức luôn ý thức nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, thể hiện qua sự tận tình chỉ dẫn, hướng dẫn về các thủ tục hành chính khi tiếp nhận. Từ trách nhiệm của mỗi cán bộ mà trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số cải cách hành chính của thủ tục hành chính phường Duyệt Trung đứng thứ 5 trên tổng số 11 đơn vị xã phường, mức độ hài lòng đạt 100%. Điều này đã tạo niềm tin cho nhân dân vào chính quyền để người dân đến gần hơn với dịch vụ công trực tuyến. Hôm nay chị đến làm hồ sơ phân chia di sản của bà để lại. Thì đến đây thì bên các cán bộ ủy ban là hướng dẫn rất là nhiệt tình. Giấy tờ thì làm cũng nhanh chóng. Chị rất hài lòng. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, phường Duyệt Trung tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo hướng gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ. Phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, tổ công tác đề án 06, tổ hướng dẫn và hỗ trợ dịch vụ hành chính công trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thuận tiện, dễ dàng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt động viên những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động và trân trọng cảm ơn những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ấn tượng khi có người đã hàng trăm lần hiến máu, tích cực vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng tham gia hiến máu. Đây thực sự là những điển hình sống động trong chung sức xây dựng một cộng đồng xã hội nhân ái, giàu tình người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để hoạt động hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, bền vững, đảm bảo nguồn máu an toàn, chất lượng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần chú trọng việc ứng dụng chuyển đổi số và hoạt động quản lý hiến máu, kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, người hiến máu thống nhất, liên thông giữa các địa phương, giữa các trung tâm máu, bệnh viện có tiếp nhận máu. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4093 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh taxi chuyển đổi sang xe điện. Theo phản ánh của báo chí, đại diện doanh nghiệp taxi cho biết, xe điện có chi phí bảo dưỡng thấp nên tổng chi phí vận hành ước tính giảm từ 20 đến 30% so với xe xăng. Do chính sách thuê pin cộng với chi phí tiết kiệm nên tài xế xe điện có lợi từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng so với xe xăng. Giới chuyên gia cho rằng doanh nghiệp tiên phong sử dụng xe điện đang góp công lớn trong thực hiện cam kết của chính phủ thì phải sớm được hưởng chính sách hợp lý. Doanh nghiệp thấy được chính sách hỗ trợ để kinh doanh có lãi sẽ sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp vận tải sớm chuyển đổi phương tiện kinh doanh đường bộ sang sử dụng năng lượng sạch, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định, góp phần thực hiện cam kết giảm tải carbon và bảo vệ môi trường bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An về phòng chống châu chấu, hại tre nứa và cây nông nghiệp. Hiện nay, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11 trên 16 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, gồm có Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An với diện tích nhiễm là 1.031 ha, trong đó Cao Bằng nhiễm 773 ha, Bắc Cạn 63 ha, và cuối cùng là Điện Biên ít nhất với 0,5 ha. Hiện nay đa số châu chấu non chưa có cánh nên việc phòng trừ sẽ thuận lợi và hiệu quả. Trong từ 10 đến 20 ngày tới, châu chấu non hóa trưởng thành có thể sẽ bay thành đàn, di chuyển rất nhanh, khó phòng trừ và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên nhiều diện tích trồng nếu không phát hiện sớm và được kiểm soát kịp thời. Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và các cơ quan đơn vị chuyên môn điều tra phát hiện sớm các ổ châu chấu trên địa bàn, tổ chức phun trừ ngay khi châu chấu còn non, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình châu chấu tre để chủ động tổ chức phòng trừ, không để bùng phát trên diện rộng. Việt Nam vừa được tạp chí du lịch The Traveler của Canada đề xuất là một trong 10 điểm đến hàng đầu nhất định phải ghé thăm ở khu vực Đông Nam Á. Khách du lịch đến Đông Á sẽ tìm thấy rất nhiều trải nghiệm đa dạng, từ việc tham gia các show diễn thời trang đình đám cho đến chiêm ngưỡng phong cảnh núi non ngoạn mục. Và trong số đó, The Traveler đánh giá Việt Nam là viên ngọc tuyệt đẹp của Đông Á. Việt Nam nổi tiếng là một trong những quốc gia yên bình nhất thế giới. Điều này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu để du lịch ở Đông Á. Đất nước bên bờ Biển Đông đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với sức sống mãnh liệt, ngày càng trẻ trung, năng động và hiện đại. Cùng với Việt Nam, danh sách 10 điểm đến hàng đầu để ghé thăm danh sách của The Traveler còn có Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia và Mông Cổ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ công bố điểm thi và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Đây là nội dung trong mục Con số hôm nay. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay cao nhất là trường Trung học Phổ thông Sư phạm Thực hành với 38,9 điểm. Kế đến là điểm chuẩn của trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm với 37,15 điểm, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng với 33,95 điểm. Những trường trên đều thuộc quận Ninh Kiều. Đối với trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng ở quận Cái Răng, điểm chuẩn được xét theo điểm của từng môn, điểm chuẩn dao động từ 27,15 đến 33,05 điểm. Trong vòng 7 ngày sau khi công bố kết quả, thí sinh trúng tuyển đến các trường Trung học Phổ thông công lập làm thủ tục nhập học. Trường hợp thí sinh có nhu cầu phúc khảo sẽ tải mẫu đơn trên website tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ để làm thủ tục, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 3 tháng 7. Đi bộ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim, đái tháo đường, đồng thời hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh, tăng cường xương, cơ bắp. Tuy nhiên, giống như hầu hết các hoạt động thể chất khác thì bạn có thể đang tập quá sức hay đi bộ quá nhiều, điều này có thể gây hại. Mục Sức khỏe thưởng thức hôm nay sẽ là những biện pháp giúp tăng cường đi bộ một cách an toàn. Trường hợp nào nên thận trọng khi đi bộ? Mặc dù việc tăng cường số bước chân mỗi ngày sẽ mang lại lợi ích rất lớn, nhưng một số người nên lưu ý về việc không nên vượt quá giới hạn của mình. Người bị tăng huyết áp và tim mạch. Những người có vấn đề về tim phổi như là tăng huyết áp, tim mạch cần đặc biệt cẩn thận để không đi bộ quá lâu do quá trình này có thể làm tăng nhịp tim, gây nguy hại cho sức khỏe. Các vấn đề về cơ, khớp ở chân và bàn chân. Những trường hợp mắc các bệnh lý này như viêm khớp đầu gối không nên đi bộ đường dài để không làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Ngoài ra, một số trường hợp khác có thể cần hạn chế đi bộ bao gồm những người mắc các bệnh về hô hấp như là hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người cao tuổi do nguy cơ té ngã cao. Biện pháp giúp tăng cường đi bộ một cách an toàn. Giống như bất kỳ bài tập nào khác thì đi bộ đường dài là điều nên tập luyện để tăng cường sức khỏe. Bạn có thể thực hiện những biện pháp sau đây để rèn luyện cơ thể, để đi bộ quãng đường dài hơn mà không bị đau và chấn thương. Rèn luyện dần dần. Tập luyện tăng dần là cách tốt nhất để chuẩn bị đầy đủ cho các khía cạnh của sức bền cho bài tập. Bắt đầu bằng cách đi bộ một quãng đường có thể quản lý được và dần dần kéo dài thời gian không quá 10% mỗi tuần nếu bạn có thể. Rèn luyện sức mạnh. Rèn luyện sức mạnh bằng các bài tập tác động nhiều đến các nhóm cơ khác nhau nhưng tập trung vào các cơ mà bạn sử dụng nhiều để đi bộ. Các bài tập tăng cường sức khỏe tốt nhất cho người đi bộ là những bài nhắm vào cơ tứ đầu, gân kheo, cơ mông, cơ lưng và cơ bụng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Trước khi khởi hành đi bộ, bạn nên mang theo một chai nước để bổ sung nước khi cần thiết, mang giày đi bộ phù hợp và chọn những khu vực đông dân cư có ánh sáng tốt để đi bộ. Đây, chương trình Cao Bằng ngày mới xin phép được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.